Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ và hướng dẫn các bạn cài đặt một cái phần mềm rất là hay tên là Pi-hole. Pi-hole là một cái phần mềm giúp chúng ta chặn quảng cáo cũng như là chặn các cái website độc hại ở trên internet. Thì nó hoạt động bằng cách là nó sẽ định tuyến lại các cái yêu cầu về DNS của các cái thiết bị ở trên mạng, DNS là Domain Name System ấy, trên mạng của chúng ta tới cái máy chủ Pi-hole, thay vì cái việc mà định tuyến các cái yêu cầu đấy tới một cái máy chủ công khai thì nó sẽ chuyển tới cái Pi-hole. Đấy, thì từ cái trên cái máy chủ Pi-hole đấy thì nó sẽ lọc ra những cái yêu cầu về DNS mà nó phù hợp. Ví dụ như nếu mà nó phát hiện ra những cái yêu cầu đấy nó liên quan tới các cái website mà liên quan tới quảng cáo hoặc là những cái website độc hại thì nó sẽ không cho phép chúng ta truy cập vào. Đấy, từ đấy là nó sẽ giúp cho cái nội dung mà khi mà nó truyền tải tới các thiết bị ở trong mạng chúng ta nó đã được chặn quảng cáo cũng như là chặn được những cái website độc hại. Đó. Thì cái việc sử dụng cái Pi-hole này để chặn quảng cáo nó có rất là nhiều cái ưu điểm. Thông thường thì để chặn quảng cáo như cách thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần mềm mà chúng ta cài trên các thiết bị sử dụng mạng internet của chúng ta, đúng không? Ví dụ như là điện thoại hoặc là máy tính, đúng không? Tuy nhiên là thực tế sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị mà chúng ta nó sẽ không có cái phần mềm chặn quảng cáo. Ví dụ như là TV hoặc là tủ lạnh hoặc là một cái thiết bị gì đấy nó không thể cài được những phần mềm chặn quảng cáo, ví dụ như trên iPhone chẳng hạn, cài những cái phần mềm chặn quảng cáo rất phức tạp và có thể chúng ta sẽ phải sử dụng những cái trình duyệt khác. Đấy, hoặc là nó sẽ không thể nào chặn được ở trên những cái app nó có quảng cáo chẳng hạn, nó thì làm gì có phần mềm nó chặn được trên những cái app đấy, đúng không? Đấy, tuy nhiên nếu các bạn sử dụng Pi-hole các bạn có thể chặn được hết. À, bởi vì là trước khi đến cái thiết bị, cái dữ liệu internet nó tới tới cái thiết bị của chúng ta nó đã được lọc rồi, nó đã lọc qua cái phần DNS rồi. Đấy, tức là sau cái router cái là nó mình cấu hình là sau cái phần internet trước khi nó vào đến các thiết bị chúng ta nó đã được lọc trước. Đấy, và nó thì đơn giản là các bạn không cần phải biết là cần phải cài đặt một cái phần mềm chặn quảng cáo gì trên thiết bị chúng ta cả, chỉ cần là cái thiết bị đấy nó sử dụng ở trong cái mạng mà đã cấu hình với cái Pi-hole thì nó lập tức nó sẽ được chặn quảng cáo cũng như là chặn các cái nội dung độc hại trước khi vào đến cái nội dung mà chúng ta tiêu thụ đó. Thì đây là một cái điểm rất lớn của cái Pi-hole này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nó nhé. Để cài đặt cái Pi-hole này lên trên Raspberry Pi thì mình sẽ cài nó qua Docker. Đấy, các bạn vào cái trang hướng dẫn của nó, mình sẽ để link bên dưới phần miêu tả video nhé. Mình sẽ cài qua Docker Compose, nó sẽ hướng dẫn các bạn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ SSH vào cái Raspberry Pi chúng ta và chúng ta làm theo hướng dẫn thôi. Thì ở đây mình đã SSH sẵn vào cái Raspberry Pi của mình rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục tên là pi Pi-hole. Đấy. Thì mình sẽ có một cái lệnh là make dir mkdir cách Pi-hole. Mục đích là tạo một cái thư mục. Đấy, mình sẽ ls một cái xem là có thư mục đấy chưa. Đây là có thư mục này rồi, bây giờ mình sẽ cd đó, cd mình truy cập vào thư mục đấy, cdp pi-hole cd vào rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn là nó bảo là mình tạo một cái file tên là docker compo compo.iml. Mình sẽ gõ một cái lệnh là sudo cache nano và cái tên file đấy docker compo.iml. Sau đó thì mình sẽ copy toàn bộ cả các cái đoạn code ở bên dưới này, mình paste vào đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ phải sửa lại một chút. Đấy, thì đầu tiên là các bạn phải sửa lại cái port. Nếu mà các bạn đã cài cái Aria, hôm trước mình đã hướng có một cái video mình hướng dẫn các bạn cài cái server Download Manager Aria thì nó mặc định nó sẽ sử dụng cái port 80 của chúng ta rồi. Nên là ở đây chúng ta sẽ không sử dụng được cái port 80 nữa, mà các bạn sẽ phải dùng một cái port khác để các bạn dùng vào cái giao diện cài đặt của cấu hình của cái Pi-hole này. Đấy, ở đây mình sẽ sử dụng một cái port là gọi là port 82 đi. Đấy, mình sẽ sử dụng một cái port 8282. Đấy. Đấy, cái port này hình như là mình chưa sử dụng gì ở trên cái Raspberry Pi này chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái port này. Đấy, mình sẽ sửa lại đó. Ở bên dưới này có phần time zone thì mình sẽ sửa lại cái phần time zone. Đấy, là của Việt Nam nó là Asia, bên này là Sài Gòn, đấy, Sài Gòn thì nó sẽ đúng chuẩn
múi giờ về làm. Ở bên dưới có đặt password hay không thì mình sẽ không đặt password, tí nữa vào cái đấy mình sẽ chỉnh sau. Đó, sau khi mà mình chỉnh sửa xong hết này, mình sẽ Ctrl X để mình thoát nó ra. Ấn chữ Ctrl và chữ X. Ở đây nó hỏi là có lưu lại hay không thì mình sẽ giữ nút Shift và chữ Y, ấn chữ Y sau đó bỏ tay ra và mình ấn Enter một cái là xong. Rồi tiếp theo thì mình sẽ khởi chạy cái Docker Combo này bằng cái dòng lệnh. Bên dưới là cái mục thứ hai nó hướng dẫn này. Đó, mình copy toàn bộ cái này và mình paste vào đây, mình khởi chạy nó. Thì chúng ta sẽ đợi một lúc để cho nó cài đặt. Đó, sau khi nó hiện xong như này, có nghĩa là đã cài đặt xong, xanh két hết tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mình sẽ test thử, mình sẽ gõ cái địa chỉ Raspberry mình và port vừa lấy được mình là 8282 đúng không? Đó, vào đây đang lỗi gì rồi? À, chúng ta sẽ phải gõ thêm cái số admin vào bên trong. Đó, có nghĩa là khi mà chúng ta đăng nhập vào cái giao diện cấu hình của cái PyHole này, chúng ta sẽ phải gõ cái địa chỉ IP của các bạn vào này, của cái Raspberry mà các bạn cài cái PyHole này. Đấy, và port, ví dụ mình đặt là port 8282 và sau đó các bạn suộc admin một cái nữa thì nó mới ra được cái giao diện để các bạn vào để các bạn cấu hình cái PyHole này. Sau khi mà vào lên đây nó sẽ hỏi chúng ta cái mật khẩu. Vậy thì cái mật khẩu là chúng ta sẽ lấy ở đâu? Các bạn sẽ vào cái portailer. Đây, các bạn sẽ vào cái portailer. Port là 9000 đúng không? Các bạn sẽ vào cái phần tìm đến cái phần container PyHole, các bạn ấn vào cái phần log để xem cái log của nó. Đó. Thì ở đây nó sẽ tạo cho chúng ta một cái password random. Để lần đầu tiên các bạn khi mà các bạn đăng nhập nó sẽ tạo ra cái password đấy. Đây các bạn sẽ tìm lên trên và các bạn sẽ thấy nó có cái phần password để mình tìm này. Đây random password các bạn nhìn thấy không? Thì mình sẽ copy hết cái này, copy hết cái nội dung nhé, copy toàn bộ cái nội dung này sang một file text đi. Đây, bạn sẽ thấy là nó có một cái random password. Ở lần đầu tiên mà các bạn đăng nhập ấy, nó sẽ tạo ra đấy, các bạn nhìn thấy có một cái random password ở đây. Đó, các bạn sẽ copy nó và các bạn điền cái random password ấy vào đây. Đó, sau các bạn login thì nó sẽ login được vào. Đó, nó login vào bên trong. Vậy thì để đặt được cái password cố định cho cái PyHole này thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ thoát cái này ra. Thoát ra và chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn của nó. Đây ở đây nó có phần forgot password đúng không? Thì các bạn sẽ copy cái dòng lệnh là sudo PyHole trừ cách trừ A trừ P này. Các bạn vào cái portainer, các bạn vào cái đây, các bạn vào cái phần Excel console này. Đấy, các bạn connect nó vào. Paste cái dòng lệnh vào đây. Đó, thì nó sẽ yêu cầu các bạn điền một cái mật khẩu mới vào. Đây nó sẽ là cái mật khẩu cố định. Thì nếu các bạn muốn set cái mật khẩu cố định thì các bạn hãy set ở đây. Ví dụ như mình sẽ set một cái mật khẩu cố định ở đây nhé. Đây không chung thì mình sẽ làm lại. Rồi, ok. Đó, báo màu xanh như này có nghĩa là ok, bây giờ mình đã set xong cái password rồi. Đó. Thì bây giờ khi mà đăng nhập chúng ta sẽ không cần phải vào xem cái log để chúng ta tìm cái password nữa. Và chúng ta sẽ điền cái password cố định. Đấy, thì các bạn thích sử dụng cái password kiểu nào thì các bạn tạo theo kiểu đấy. Đấy. Ví dụ như mình đang set là cố định thì bây giờ mình sẽ điền cái password cố định vào xem nào. Đó, đấy, mình sẽ vừa điền cái password mình vừa tạo. Thì nó vào được ngay. Như vậy là đã xong. Để sử dụng được cái PyHole này thì chúng ta sẽ cần phải sửa cái DNS server ở trên các thiết bị của chúng ta sang cái địa chỉ IP của cái Raspberry chúng ta cài cái PyHole rồi. Ví dụ như ở trên cái máy tính của mình phải sửa sang này cái phần DNS server thành cái địa chỉ của cái PyHole này. Để làm việc này nhanh nhất ấy, thì chúng ta sẽ sửa nó luôn ở trên cái modem của các bạn hoặc là cái router wifi của bạn hoặc là một cái router của bạn ấy. Thì các bạn sẽ vào đấy sửa tùy các loại router thì các bạn có thể nghiên cứu cách để sửa cái việc cấp phát DNS server này. Đấy, thành cái địa chỉ này thì nó sẽ thường nó sẽ nằm ở trong cái mục DHCP ấy. Bây giờ mình sẽ ví dụ ở trên cái bộ router wifi deco của mình nhá, thì mình sẽ vào cái ứng dụng deco này đó. Đấy, deco mình sẽ tìm đến cái phần mà chỉnh sửa mạng của nó ấy. Nó thường nó sẽ nằm ở trong cái phần Avan như của mình là hình như nó vào trong phần Avan đúng rồi. Đấy,
và các bạn sẽ tìm những cái phần DHCP server đấy, và nó có cái phần DNS này, đấy, phần DNS option này, đấy. Thường thì nó sẽ có hai cái phần chỉnh DNS server ấy, đấy. Cái chính và cái phụ ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh cái chính thôi, chỉnh cái chính nó sang cái IP của cái Raspberry Pi của chúng ta, đấy. Thì ví dụ mình chỉnh 192.168.168.1.20 này, đấy. Còn cái phần phụ thì mình sẽ để là 8.8.8 là của bọn Google ấy, thì đó các bạn sửa. Chỉ cần sửa cái chính thôi, cái phụ thì các bạn cứ để là Google. Đấy, ví dụ như là nó cái Raspberry Pi của chúng ta nó gặp trục trặc gì đấy thì nó sẽ sử dụng luôn cái DNS server của Google. Đấy, thì bạn sửa như vậy. Thì đây là đối với cái router, cái bộ Deco Mesh. Đấy, còn đối với các loại router khác ấy, thì các bạn có thể chỉnh sửa nó tương tự thôi. Thường nó sẽ làm ở cái phần DHCP. Đấy, các bạn cứ vào đấy mà thấy. Còn nếu mà các bạn mà không biết không sửa được như vậy thì các bạn cũng có thể sửa ở trong chính thiết bị của bạn. Đấy, ví dụ như trên cái máy Mac này mình sửa ở đây. Đây thực ra là nó tự động cấp phát thôi, còn nếu các bạn tự điền bằng tay cũng được, hoặc trên điện thoại nữa. Chúng ta nó có cái phần mà chúng ta điền bằng tay, nó cho phép chúng ta điền bằng tay. Đấy, chúng ta có thể sử dụng như vậy. Đó. Hoặc là nếu mà cái router của các bạn nó không có cái phần chỉnh sửa cái DNS server ấy, thì các bạn có thể không có cái phần đấy thì chúng ta cũng có thể dùng cái PyHole này để chúng ta cấp phát cái phần DHCP tự động, tức là cấp phát IP tự động ấy. Nó gọi là cái phần IP tự động này, các bạn có vào vào cái phần setting này. Đấy, các bạn vào cái DHCP. Đấy, trên đây chính là cái phần mà giúp chúng ta cấp phát cái IP tự động. Muốn để cho cái PyHole nó cấp phát chuẩn thì các bạn phải tắt cái tính năng này trên cái router của bạn đi. Đấy, bạn vào cái router tùy các loại router của bạn và các bạn tắt cái tính năng cấp phát IP tự động đi, nó chính là cái phần DHCP. Sau đó các bạn đánh dấu cái bật đánh dấu cái phần DHCP enable ở đây này, và chúng ta điền những cái thông số chúng ta cần thiết. Ví dụ các bạn cấp phát cái dải IP từ bao nhiêu cho tới bao nhiêu. Đấy, và cái router gateway của các bạn, IP gateway của bạn bao nhiêu. IP gateway là chính là cái địa chỉ cái router của bạn hoặc là cái modem của bạn đó, thì bạn điền vào đây. Đấy, thì nó sẽ được. Đó. Đấy, thì theo mình thì các bạn nên chỉnh sửa cái phần DNS server lại ở trên cái router hoặc là cái modem của các bạn là chuẩn nhất, sẽ là tối ưu nhất. Hiện tại là mình đang sửa luôn hẳn ở trên cái bộ deco của mình, thì tất cả những cái thiết bị nào mà mình kết nối qua cái router đấy thì tự động là cái DNS server của nó sẽ tự nhận luôn là của cái IP của Raspberry Pi, còn cái DNS server phụ của nó sẽ là Google, tức là 8.8.8.8 đó. Nhưng ngay sau khi mà chúng ta chỉnh sửa cái DNS server thì ngay lập tức là nó sẽ có tác dụng và chúng ta có thể chặn được luôn quảng cáo hoặc chặn được những cái website độc hại. Đó. À, tuy nhiên trong quá trình sử dụng ấy, nhiều lúc chúng ta sẽ có những cái nhu cầu, đặc biệt là chúng ta muốn bỏ chặn nó đi chẳng hạn. À, chúng ta ví dụ chúng ta cũng muốn cố tình vào cái trang đấy, một số trang chúng ta muốn vào mặc dù chúng ta đã chặn rồi nhưng chúng ta vẫn muốn vào, thì chúng ta có thể tắt cái PyHole đi bằng cách là các bạn vào cái PyHole này và các bạn đánh ấn vào cái phần disable blocking. À, thì ở đây nó sẽ cho những cái lựa chọn là disable mãi mãi này, hoặc là 10 giây hoặc 30 giây hoặc bao nhiêu đấy. Thì chúng ta đây ví dụ mình sẽ chặn đến khi nào mà mình bật lại đấy, infinity, tức là đến khi nào mình bật lại thì cái bạn thấy phần status này nó ghi blocking disable. À, còn khi mà mình muốn bật lại thì mình bật vào đây. Đó. Thì dùng như vậy nó khá bất tiện, rồi mỗi một lần các bạn muốn tắt thì các bạn lại phải vào cái trang web này cho các bạn tắt. Bây giờ mình sẽ add luôn cái PyHole này vào trong cái home read của mình để mình có thể tắt bật cái PyHole này một cách nhanh chóng qua home read, qua HomeKit. Đấy. Để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ dùng home read. Đấy, các bạn sẽ truy cập vào cái home read của bạn và các bạn search một cái plugin là PyHole thôi. Đấy. PyHole. Đấy, thì các bạn thấy là nó có một cái plugin home read PyHole, mình sẽ cài nó lên. Sau khi cài xong thì nó sẽ ra cái giao diện như này, thì ở đây chúng ta sẽ khai báo những cái thứ cần thiết để cho nó hoạt động thôi. À, đầu tiên là cái phần name thì các bạn sẽ điền tên cái accessory của bạn muốn đặt tên nó là gì, đặt mình cứ để mặc định là PyHole đi nhá. Cái phần auth token này các bạn sẽ lấy ở đâu? Các bạn sẽ vào cái giao diện cài đặt của cái PyHole của bạn, các bạn di chuyển từ cái app setting, ấn vào cái app setting. Sau đó chọn đến phần API. Sau đó các bạn ấn vào cái chữ show API token. Đó. Nó hỏi là có ấy không,
nhiết hay là đâu, thì chúng ta sẽ nhiết hay chúng ta sâu. Đấy, thì chúng ta sẽ copy. Đấy, chúng ta sẽ nó sẽ ra cái như này, chúng ta sẽ copy cái đoạn ký tự này. Đó, sau đó thì các bạn vào đây các bạn paste nó vào. Paste cái phần ở bên dưới này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta điền cái hot, hot là chính là địa chỉ IP của Raspberry Pi của các bạn thôi. Đấy. Đấy, mình sẽ điền vào đấy, port ở đấy của mình là port của mình là 8282 đúng không? Mình đặt mặc định là 8282 đó. Còn các cái khác thì các bạn cứ để nguyên. Đấy. Sau đó thì các bạn xếp xếp lại. Đó. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ restart lại cái home grid. Đó. Sau khi mà các bạn restart xong cái home grid thì bây giờ mình sẽ vào cái app home xem là đã xuất hiện chưa nhá. Đấy. Thông thường nó sẽ chui vào cái zoom này này, đấy, Excel này. Thì đây các bạn thấy cái Pi Home của mình nó đã xuất hiện đây. Đây chính là cái nút, cái công tắc để chúng ta tắt bật cái Pi Home của chúng ta. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đây các bạn nhìn thấy cái Pi Home đang active này. Mình sẽ tắt đi cái này. Rồi, refresh lại này. Đấy các bạn thấy không? Disable rồi, đỏ rồi. Đó. Bây giờ bật lại này. Đó. Refresh lại. Rồi, active rồi, ngon lành. Đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta có thể điều khiển cái việc tắt bật cái Pi Home này thông qua cái home grid rất là đơn giản, rất là nhanh. Đấy, chúng ta có thể thao tác từ xa, thậm chí là bên ngoài căn nhà chúng ta cũng được. Đấy. Ví dụ như các bạn muốn chặn một cái trang web nào đấy, nhưng mà đôi lúc chúng ta muốn bỏ chặn cái trang web đấy thì chúng ta có thể vào chúng ta xem được. Đấy, thì đơn giản là các bạn vào đây, các bạn vào cái app home của các bạn, đấy, tắt nó đi đây cái xong nó hiện, nó sẽ hiện như một cái công tắc. Thì cái việc đấy nó sẽ thuận tiện cho cái việc sử dụng hơn rất là nhiều. Mình thấy là cái Pi Home này nó chặn quảng cáo rất là tốt. Ngoài việc chặn được quảng cáo thì chúng ta có thể chặn được các cái website độc hại. Đấy, và chặn được cả những cái website người lớn tùy nhu cầu của các bạn. Đấy. Mình ví dụ như ngày trước mà vào cái trang VN Express này nó có rất là nhiều những quảng cáo đây đúng không? Đấy, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy mất hết sạch này. Đấy, hoặc là trang dân trí chẳng hạn. Đấy, nó mất hết sạch. Cái việc chặn quảng cáo như này nó sẽ giúp cho cái website nó load nhanh hơn, bởi vì nó không phải load những cái khoảng phần quảng cáo linh tinh bên cạnh nữa. Đấy, và cái việc duyệt web của chúng ta nó cũng an toàn rất là nhiều. Mặc định thì cái danh sách chặn quảng cáo của cái Pi-hole này nó cũng khá là đầy đủ rồi. Tuy nhiên là nếu mà các bạn muốn chặn nó hiệu quả hơn thì các bạn phải thêm những cái danh sách những cái website mà quảng cáo mới, tức là thêm cái danh sách những cái list và những cái site độc hại ấy, thì chúng ta có thể thêm bằng cách là các bạn ấn vào phần add list ở đây. Thì mình đã sưu tập được cho các bạn hai cái địa chỉ, hai cái list mà nó khá là đầy đủ. Đây này các bạn thấy, mình sẽ để link hai cái list ở bên dưới phần miêu tả video để cho các bạn có thể vào các bạn thêm. Thế là mình có hai cái list này, một cái list là các bạn nhìn ở trên hình này. Đây, một cái list là bản full và một cái bản basic. Bản full này thì nó chặn cực kỳ khủng khiếp, có nghĩa là nếu các bạn thêm cái list này vào ấy, thì nó chặn gần như chặn toàn bộ những cái nội dung độc hại và chặn được hết, mình gần như là mình không gặp quảng cáo rồi đó. Đó. Còn cái bản basic này thì nó cũng chặn khá đầy đủ, gần như mình cũng không gặp quảng cáo, nhưng mà nó sẽ ít hơn, nó sẽ tức là cái danh sách của nó sẽ chặn ít hơn được cái bản full. Đấy. Thì để thêm được danh sách hai cái thêm được danh sách hai cái list này thì chúng ta sẽ vào cái phần đây, phần add list này, chúng ta thêm, chúng ta sẽ điền cái địa chỉ danh sách này. Thì mình sẽ để bên dưới phần miêu tả video nhé. Sau đó các bạn thêm cái ghi chú bên cạnh cạnh thôi. Đấy, ví dụ các bạn ghi đây là bản full chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn ấn nút add đây. Đấy, sau đó các bạn ấn add đây. Cái này nó có rồi thì nó sẽ không hiện nữa. Thì khi mà các bạn add xong ấy thì nó sẽ xuống dưới này. Đấy, các bạn muốn dùng nó thì các bạn enable lên. Đấy, ví dụ như hiện tại cái bản full là mình đang tắt đi. Đấy, bởi vì nó chặn nhiều quá. Nhiều lúc nó chặn cả những cái trang mà mình mong muốn nên là mình tắt nó đi. Mình đang dùng cái bản basic là thấy ok lắm này. Và cái bản mặc định của nó. Đấy, còn khi là các bạn muốn chặn khủng khiếp nhất thì các bạn muốn chặn bật nó lên thì các bạn enable nó lên. Sau khi các bạn bật chỉnh sửa cái add list này thì các bạn cần phải vào cái phần tool này. Bạn phần ấn vào cái phần update gravity à, xong các bạn ấn update à, thì nó sẽ cập nhật cái danh sách, những cái danh sách mà cái list này nó vào trong cái Pi Home. À, lúc đó thì nó sẽ có tác dụng. Đó. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái việc cài đặt cũng như là sử dụng cái Pi-hole và đưa cái Pi-hole này lên trên App HomeKit để chúng ta sử dụng nó thuận tiện hơn. Thì trong cái Pi-hole này nó có nhiều cái tính năng đặc biệt nữa, thì các bạn có thể, nếu các bạn dành, các bạn có thể nghiên cứu thêm. À, còn cái nội dung của mình sẽ dừng lại đây. Mình hy vọng là cái video này nó hữu ích với các bạn. À, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.